Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Ủy ban kiểm tra Trung ương kỷ luật hai trung tướng quân đội và vụ ông Nguyễn Đức Trung lò lửa và niềm tin và trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sa Lai bị vào lò thưa quý vị và các bạn, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Văn Quân ở mức cảnh cáo, dù trước đó ban thường vụ tỉnh ủy đề nghị cách hết các chức vụ trong đảng của ông này. Đây là kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 47 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban ông Trần Cẩm Tú việc xem xét thi hành kỷ luật trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Gia Lai là một nội dung được xem xét tại kỳ họp này theo đề nghị của tỉnh ủy Gia Lai. Cụ thể thì tỉnh ủy Gia Lai đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Quân, ủy ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Gia Lai sau khi xem xét ủy ban kiểm tra trung ương nhận định trong thời gian giữ cương vị tỉnh ủy viên bí thư ban cán sự đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh gia lai ông nguyễn văn quân đã có vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc và các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc chỉ đạo giải quyết vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây khó khăn kéo dài đối với các công tác điều tra truy tố xét xử ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và của cá nhân ông. Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ và quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Quân. Trước đó, hồi cuối tháng 6, Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai đã họp bỏ phiếu thống nhất đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ Gia Lai ra hình thức kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Gia Lai, nguyên ban bí thư, cán ban cán sự đảng, nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai. Khi đảm nhiệm chức vụ viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai thì ông Nguyễn Văn Quân đã đơn phương đình chỉ vụ án lừa đảo hơn 15 tỷ đồng đối với bị can Lê Thị Tường Vân mà không được sự đồng tình của Ủy ban Kiểm sát, Ủy ban Kiểm soát và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai. Việc này phải chấp sự phải vấp phải sự phản đối của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, tòa án nhân dân tỉnh và ban nội chính tỉnh ủy Gia Lai theo hồ sơ vụ án thì bà Lê Thị Tường Vân 42 tuổi trú ở phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, vay của ba người ở Gia Lai số tiền 15,25 tỷ Việt Nam đồng nhưng không trả. Vụ án hai lần đưa ra xét xử sơ thẩm vào năm 2013. Tòa lần lượt tuyên bị cáo Vân 15 và 19 năm tù giam, một lần hủy án để điều tra bổ sung tháng 7 năm 2015, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp Ủy ban Kiểm soát đều khẳng định rằng bà Vân có tội phải truy tố. Riêng ông Nguyễn Văn Quân, Viện trưởng, chủ trì cuộc họp, bác tất cả các ý kiến trên. Ông giao phó Viện trưởng Trần Công Hùng ký quyết định số 04 trên quy đề VKS P3 ngày 12 tháng 8 năm 2015 đình chỉ vụ án khi ban nội chính trung ương vào cuộc các cơ quan tố tụng của tỉnh Gia Lai mới phục vụ hồi vụ án để xử lý ban đầu. Tháng 5 năm 2020, phiên tòa sơ thẩm lần 3 tòa nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên Lê Thị Tường Vân 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt đoạt tài sản. Theo ban thường vụ tỉnh Gia Lai thì ông Nguyễn Văn Quân vi phạm khi không chỉ đạo củng cố chứng cứ, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm chứng minh phạm tội theo quy định, không xem xét toàn diện quan điểm luận tội mà có biểu hiện áp đặt, không tôn trọng tiếp thu quan điểm ý kiến tham gia của các thành viên, ủy ban kiểm soát cũng như các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh Gia Lai. Ông Quân đã cố ý đình chỉ với bị can Lê Thị Tường Vân là không đúng với quy định theo thông báo kết luận số 51 của Ban Nội chính Trung ương. Với những vi phạm trên thì căn cứ vào quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đối với đảng viên, Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai đã đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyết định kỷ luật với ông Nguyễn Văn Quân bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Cùng tại kỳ họp sau khi xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra tỉnh bắc giang và kết quả giám sát đối với ban thường vụ tỉnh ủy bạc liêu bí thư tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc và bí thư tỉnh ủy phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban cán sự đảng ủy ủy ban nhân dân tỉnh hà giang và phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ quản lý sử dụng đất đai và thực hiện dự án đầu tư Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra giám sát nêu trên được phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có các biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ủy ban kiểm tra tỉnh Hà Giang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ huyện ủy Bắc Quang trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn của huyện. Thưa quý vị và các bạn, vị phó giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội số nhọ phải nhường ghế bị điều chuyển ngay trong ngày khi ông Nguyễn Nhân Trinh nhậm chức mới. Sau áp lực của dư luận và sự chỉ đạo của Trung ương ngày 3 tháng 8 năm 2020, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh đã họp và chấp thuận cho ông Nguyễn Nhân Trinh thôi giữ chức bí thư thành ủy Bắc Ninh sau 13 ngày được chỉ định. Ngày 5 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã ký quyết định số 1068 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Trinh giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bắc Ninh. Điều đáng nói là trước đó đúng một số quyết định thì Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh đã quý quyết định số 1067 về việc điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Thành Quang, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Bắc Ninh đến Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh và giữ chức Phó Giám đốc. Sau khi ông Quang được điều đi thì ông Trình về. Hiện Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bắc Ninh giữ vẫn giữ nguyên số lượng là 3 Phó Giám đốc. Liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Được biết thì Nguyễn Nhân Trinh là con trai của ông Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh là Nguyễn Nhân Chiến. Thưa quý vị và các bạn, cùng với tin nóng dịch bệnh virus Vũ Hán thì thông tin thời sự dày đặc mấy ngày qua liên quan đến việc đình chỉ xử lý kỷ luật bắt giam điều tra truy tố cán bộ làm nóng dâm dàn dư luận. Và đó không còn là những cán bộ tép diêu ăn tiền hỗ trợ của dân nghèo bị phát hiện lẻ tẻ thời gian qua mà đã lộ diện các vị quan to với phương thức thủ đoạn tinh vi có tổ chức tạo vỏ bọc không dễ phát hiện những cán bộ đảng viên cao cấp ở trung ương hay những người đứng đầu địa phương nghỉ hưu hay đường chức lâu nay bị dư luận đồn đoán tối sáng tưởng đâu cho qua hoặc chỉ bị phê bình nghiêm khắc cơ quan thực thi pháp luật không sở tới được thì nay nhiều vị bị đình chỉ chức vụ bởi khởi tố và bắt tạm giam đứng trước sự chế tài của pháp luật tin nóng như lửa đốt nhưng không gây bất an và ngược lại ngày càng lấy lại niềm tin vững chắc của người dân về quyết tâm phòng chống tham nhũng, đấu tranh không có vùng cấm. Việc cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Hồng Trường, cựu thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và nhóm người có liên quan chỉ là một trong nhiều thí dụ. Thông tin cựu thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bị bắt giam không phải là điều quá bất ngờ nhưng được dư luận quan tâm. Ông Thường đã từng bị xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm liên quan đến quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Đặc biệt, các hành vi sai phạm của ông Trường và những người liên quan bị cáo buộc xâm hại đến chủ trương lớn cách làm mới trong ngành giao thông nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực giao thông đi trước mở đường phát triển kinh tế xã hội liên quan đến dự án cao tốc đầu tiên của phía Nam, đồng bằng sông Cửu Long, dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương. Rồi hàng loạt tin bài thời sự nóng bỏng về việc đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương của Nguyễn Đức Trung tuần qua cũng làm nóng rực dư luận xã hội. Thông tin từ đại diện Bộ Công an, ông Trung có liên quan đến vụ án buồn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường, sai phạm của một số cán bộ lão thành cách mạng và những lãnh đạo ở Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cũng bị bắt giam trước đó trên nguyên tắc việc ông Nguyễn Đức Trung bị đình chỉ chức vụ trong đảng, chính quyền để chờ làm rõ chưa phải là hình thức kỷ luật và là một công việc nội bộ của tổ chức. Vấn đề dư luận quan tâm là bước xử lý tiếp theo đúng quy định của pháp luật, mức độ liên quan của người đứng đầu chính quyền Hà Nội như thế nào và sai phạm đến đâu nếu có phải được làm rõ và công khai tiếp trực tiếp trước công luận xã hội. Đó là câu trả lời minh bạch trước nhiều đồn đoán lâu nay thưa quý vị và các bạn mặc dù phải tôn trọng nguyên tắc tư pháp không ai bị coi là tội phạm khi chưa bị tòa án kết tội bằng một bản án có hiệu lực của pháp luật nhưng thời gian gần đây đã nổi lên hay đúng hơn là vạch mặt được nhiều cán bộ sâu mọt dưới nhiều vỏ bọc trong đó không ít cán bộ cấp cao sai phạm bị xử lý hoặc đang đứng dưới thành bạo kiếm pháp luật một bộ phận không nhỏ cán bộ hư hỏng với các thủ thuật, thủ đoạn, hành vi tham nhũng và trước đây chỉ là khái niệm chung chung trong văn bản Này đã bị phơi bày ra trước công luận, được xác định địa chỉ rõ ràng, bị chỉ tên Một cuộc chiến trước kẻ thù giấu mặt vô cùng phức tạp, cực kỳ nguy cấn Một mất một còn vẫn đang tiếp diễn và dư luận xã hội vẫn chưa hết bức xúc Người dân theo dõi lửa lo, nhiều người từ bất mãn mất niềm tin đến ngày càng có niềm tin hơn nhưng niềm tin không phải là thứ ban phát cần được tạo dựng trong lòng dân dân chúng đang mong mỏi nhiều vụ việc bức xúc trong các lĩnh vực đất đai BOT rút ruột ngân sách nhà nước lập quỹ trái phép và sớm được kết luận xử lý công khai và hy vọng rằng ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng sẽ đốt củi một cách công minh cách làm khoa học bài bản đúng pháp luật, không nể nang né tránh, quyết không khoan nhượng chính là việc đốt lò tạo niềm tin cho dân chúng và những thông tin nóng về việc xử lý tiêu cực, bắt giam các cán bộ đảng viên hư hỏng sẽ không là tin xấu nếu cuộc đấu tranh chống tham nhũng ngày càng được đẩy lên cao, minh bạch và công khai. Niềm tin của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước và nhân dân vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã lên đến cao trào minh chứng là không có vùng cấm trong xử lý sai phạm và chế tài tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết trong một tuần gần đây thì các báo đồng loạt đưa tin về việc ông Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội bị tạm đình chỉ chức vụ và bị điều tra liên quan đến ông Nguyễn Đức Trung liên quan đến 3 vụ án. Trả lời báo chí vào tối ngày 11 tháng 8 năm 2020 thì Tiếu tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung bị tạm đình chỉ công tác do liên quan đến 3 vụ án. Thì chiều tối ngày 11 tháng 8 thì Bộ Công an cũng đã cho biết điều này và theo đó thì các vụ án gồm có vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Nhật Cường. Ngoài ra thì vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Vụ thứ ba thì chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội mà cơ quan điều tra an ninh điều tra A09 Bộ Công an đang điều tra. Hiện Bộ Công an đang chỉ đạo cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, Thiếu tướng Tô Ân Sô nói ngày 9 tháng 5 năm 2019, lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an đã tiến hành khám xét tại cửa hàng chính của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường do ông Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường làm chủ ở số 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và việc khám xét được mở rộng ra tại một số cửa hàng khác của doanh nghiệp này ở phố Láng Hạ, chùa Bọc Ngày 14 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can khám xét Bùi Quang Huy cùng với 8 người về tội buôn lậu theo khoản 4 điều 188 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 221 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Ngày 18 tháng 5, C03 đã ra quyết định truy nã đỏ đối với Bùi Quang Huy Ông chủ nhật cường Bùi Quang Huy bị cáo buộc cùng với các đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia, lập sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm ngoài sổ sách hàng ngàn tỷ doanh thu và nhập lậu nhiều thiết bị điện tử sau khi móc nối với một số nhà sản xuất ở nước ngoài. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra Bộ Công an ngày 10 tháng 7 năm 2019 đã tiếp tục khởi tố bị can Bùi Quang Huy về tội rửa tiền. Ngày 21 tháng 1 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can. Lệnh khám xét và lệnh bắt giam 3 bị can gồm có Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, trưởng ngành hàng điện thoại cũ của công ty Nhật Cường và quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội buôn lậu. Ngày 9 tháng 7 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với hai bị can gồm có Bùi Quốc Việt sinh năm 1970, nhân viên công ty Nhật Cường, anh trai của Bùi Quang Huy về tội buôn lậu và bị can Võ Việt Hùng sinh năm 1976, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Đông Kinh vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến vụ án Nhật Cường cuối tháng 11 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Tiến Học nguyên phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư thành phố hà nội phạm thị kim tuyến trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở khoa học đầu tư thành phố hà nội và lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đồng kinh cùng về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 222 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam với ông Nguyễn Văn Tứ, tránh văn phòng thành ủy thành phố Hà Nội, nguyên giám đốc Sở Khoa học đầu đầu tư Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hương, tránh văn phòng Sở Khoa học đô thị Hà Nội và để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra và mở rộng vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất vì hành vi vi phạm phạm tội của các cơ can, các bị can và đối tượng có liên quan, thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho nhà nước. Vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Ngày 22 tháng 7, Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Anh Ngọc sinh năm 1974, Nguyễn Hoàng Trung sinh năm 1983 là chuyên viên phòng thư ký biên tập văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là lái xe riêng của Nguyễn Đức Trung, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Phạm Quang Dũng sinh năm 1983 cùng chú tại Hà Nội là cán bộ Bộ Công an ở phòng C03 cùng về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Trước đó ngày 13 tháng 7, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của ba người này vì có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước theo điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo nguồn tin, các bị can có hành vi chiếm đoạt tài liệu điều tra liên quan đến vụ án buôn lậu vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cương sở khoa học đầu tư hà nội và một số đơn vị có liên quan thưa quý vị và các bạn ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo trung tướng nguyễn văn thành nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tư lệnh quân đoàn 4, trung tướng Trần Xuân Ninh, nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy, nguyên phó tư lệnh quân khu 4. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có họp kỳ họp 47. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung. Xem xét đề nghị thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Trung tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4, Trung tướng Trần Xuân Ninh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 4, Đại tá Mai Văn Hào, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 và Đại tá Phan Văn Tiên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng cục hậu cần quân khu quân đoàn 4 và đã vi phạm các nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và pháp luật về quản lý sử dụng đất đai. Đại tá Nguyễn Xuân Đông, nguyên phó bí thư chi bộ, nguyên trưởng phòng kỹ thuật công nghệ, đại tá Phạm Bảo, nguyên phó bí thư chi bộ, nguyên trưởng phòng kinh tế, kế hoạch và đại tá Nguyễn Tuấn Anh, phó bí thư chi bộ, nguyên trưởng phòng tài chính kế toán binh đoàn 15 đã có vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư và quản lý sử dụng đất đai tại đơn vị. Đại tá Nguyễn Văn Giang, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên hệ, nguyên hệ trưởng hệ 5 Học viện Quân y đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý sử dụng ký túc xá của nhà trường. Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Trần Xuân Ninh, Đại tá Mai Văn Hào và Đại tá Phan Văn Tiên về Đại tá Nguyễn Văn Giang, khiển trách đối với Đại tá Nguyễn Xuân Đông, Đại tá Phạm Văn Bảo và Đại tá Nguyễn Tuấn Anh xem xét đề nghị của tỉnh gia lai về thi hành kỷ luật nguyễn văn quân ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tổ chức tỉnh ủy gia lai ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy là trong thời gian giữ cương vị tỉnh ủy viên phó bí thư cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tỉnh gia lai thì ông nguyễn văn quân đã vi phạm và xét thấy nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm Căn cứ và quy định của đảng về kỷ luật đảng viên thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Quân. Thưa quý vị và các bạn, gần 7 năm không đi làm nhưng vẫn nhận đủ lương. Báo điện tử Việt Nam Net có bài giật tít rất lạ là lĩnh 7 năm lương nhưng không đi làm một ngày nào, phó bí thư xã vui vẻ nhường ghế. Lạ vì không đi làm mà vẫn nhận lương là trái với bộ luật lao động lạ còn là chuyện dường như là cái giá ghế phó bí thư xã có mệnh giá tương đương với 7 năm lương trước tiên nói về luật lao động có liên quan thì theo bài báo trên vietnamnet để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp bộ máy sau sáp nhập thì nhiều lãnh đạo xã đương chức gương mẫu tình nguyện viết đơn xin nghỉ việc dường ghế cho lớp trẻ Bài báo viết ông Võ Trọng Hưởng, Phó Bí Thư xã Đức Thanh cho biết thì ba xã Đức Thanh, Thái Yên, Đức Thịnh sắp nhập đổi tên thành xã Thành Bình Thịnh để ủng hộ chủ trương. Ông đã tình nguyện viết đơn xin nghỉ việc và tôi có 30 năm công tác và 9 năm nữa mới nghỉ hưu và tuy nhiên tôi đã viết đơn xin tình nguyện nghỉ việc để tạo điều kiện cho thế hệ trẻ cống hiến và để huyện dễ sắp xếp ổn định bộ máy. Nếu tôi không tình nguyện viết đơn thì tôi cũng không ai bắt ép tôi nghỉ việc cả, ông Hưởng bày tỏ. Và để ký đơn xin nghỉ việc chăn trở tâm tư nhiều lắm chứ, tôi đang ở vị trí như thế này bỗng nghỉ việc, mình là trụ cột của gia đình. Nghỉ việc thì lấy gì để bảo đảm cho cuộc sống cho cả nhà, nhưng sau khi tính toán lại thì thấy chính sách hỗ trợ phù hợp nên tôi nhất trí ủng hộ chủ trương, ông Vũ Võ Trọng Hưởng nói. Ông Hưởng đã nhận được số tiền 670 triệu đồng sau khi viết đơn xin nghỉ việc và cảm thấy hài lòng về chính sách hỗ trợ nhà nước của tỉnh nhà. Mức lương của tôi thời điểm chưa nghỉ việc là 8,8 triệu Việt Nam đồng một tháng và tôi nghỉ việc được nhận 670 triệu đồng. Nếu tôi lấy số tiền này về thì coi như gần 7 năm tôi không đi làm vẫn nhận đủ lương. Còn lại 2 năm công tác nữa thì thời gian không nhiều nên tôi xin nghỉ việc. Việc tôi xin nghỉ tạo điều kiện cho tổ chức sắp xếp cán bộ. Hiện tại tôi thấy hài lòng về quyết định của mình. Ông Hưởng chia sẻ. Hết trích. Điều 56 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau về trường hợp ông Võ Trọng Hưởng. Thứ nhất là từ luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại điều 54 của bộ luật này được tính bằng 45% mức lương bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định theo điều 62 của bộ luật này tương ứng với 15 năm bóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ ở mức tối đa là 75%. Thứ hai, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động chủ yếu điều đủ điều kiện quy định theo điều 54 của luật này được tính bằng 45% mức lương tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội, quy định tại điều 62 của luật này và tương ứng với số lương số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau. Ở khoản A lao động nam nghỉ hưu sau năm 2018 là 16 năm và năm 2019 là 7 năm. Nam 2020 là 18 năm và năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở về sau sẽ là 20 năm. B. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm người lao động quy định tại điểm A và B khoản này được tính thêm 2% mức tối thiểu tối đa là 75%. Điều 3. Mức lương hưu hàng tháng của người lao động chủ yếu điều đủ điều kiện theo quy định tại điều 55 của luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu thì trước tuổi thì quy định là giảm 2% và trường hợp tuổi hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1% từ trên 6% thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi như vậy thì mức lương hưu bằng tỷ lệ hưởng lương hưu x nhân với lại mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể theo lời của ông Võ Văn Hưởng thì mức lương của ông thời điểm trương nghỉ hưu là 8,8 triệu Việt Nam đồng một tháng và tôi có 30 năm công tác và còn 9 năm nữa mới nghỉ hưu thì ông hưởng chỉ được hưởng tối đa lương hưu bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng và mức trợ cấp một lần cho ông hưởng được dự tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 phần 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và câu chuyện như ông hưởng là không cá biệt. Bài báo trên Vietnamnet dẫn lời của ông Phạm Đức Trung, nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiền Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tôi suy nghĩ rất nhiều nếu tôi ở lại thì một số anh chị em, các cháu đang còn trẻ thì sẽ loại ra khỏi vòng và thậm chí thì một số cháu đã phân đấu đến thời gian khoảng 10 năm ước mơ sẽ có ngày làm được lãnh đạo nhưng nếu như tôi chưa về thì chưa thể bố trí được và phải dẫm chân tại chỗ ở đó. Tôi muốn các cháu phát huy hết năng lực và khả năng của mình. Tôi xin làm đơn xin nghỉ việc là vì thế ông Trung nói và ông trung cho hay rằng khi còn trẻ thế hệ trước tạo điều kiện cơ hội cho bản thân ông phát triển trên tinh thần dân tự thân vận động và cố gắng thì bản thân ông luôn ghi nhớ thế hệ trước đã giúp đỡ mình như thế nào và lương tâm tôi được đánh thức tôi viết đơn xin nghỉ việc tạo cơ hội cho thế hệ trẻ phát triển thế hệ tiếp cận thời 4.0 và để cho các bạn có công ăn việc làm. Bản thân tôi dù sao thì cũng đã có chính sách hỗ trợ nhận được 760 triệu Việt Nam đồng giống với hình thức về hưu non. Ông Trung nói và biện luận của ông Trung và cả ông Hưởng cho thấy rằng căn cứ pháp lý thì theo luật tổ chức chức chính quyền địa phương thì năm 2021 với việc bắt đầu nhiệm kỳ mới của quốc hội có nghĩa là các hội đồng nhân dân ở địa phương cũng được bầu chọn theo nhiệm kỳ tương ứng. Khi ấy, những người như ông Võ Văn Hưởng, ông Phạm Đức Trung liệu có thể tiếp tục có chức vụ hay không? Đó là việc tùy thuộc vào quyết định của hội đồng nhân dân nhiệm kỳ tới. Và theo một số theo con số trong bài viết của Vietnamnet nói trên thì khi thực hiện sáp nhập ở tỉnh Hà Tĩnh hồi đầu năm nay thì số lượng lớn cán bộ dồi dư là gần 2.000 người. Phải chăng ngân sách đang phải bỏ ra số tiền rất lớn cho chuyện gọi là giải quyết chế độ nằm ngoài các quy định hiện hành liên quan đến luật lao động, luật tổ chức chính quyền địa phương. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi